báo vàng anh em nhé. Cứ tưởng mó may quá, nước sáng được hai con. Cứ tưởng này móm cơ. Đây nhé. Được có hai con thôi nhà ạ. Chào toàn thể các bác làm thợ đánh vàng nhá, đặc biệt là các bác làm thợ đánh vàng bằng lưới tàng hình ạ. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới á, mắt 12 phân và sợi cước 20 chuyên đánh vàng này. Thì đối với bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về dòng lưới này thì có thể là tham khảo đặt hàng, em để số điện thoại ở góc màn hình video. Còn đây là cái mẫu lưới thông dụng nhất mà được các bác thợ đánh chim đêm sử dụng rất là nhiều, bởi vì lý do là cái thứ nhất giá rẻ, cái thứ hai nữa là chiều cao khá là tương đối để cho anh em sử dụng đánh đấy. Về dòng lưới này thì đầu tiên là về nói đến cái chiều dài trước nha anh em nhé. Chiều dài thì nó sẽ có hai khổ để cho các bác lựa chọn, đó là khổ 50m và khổ 100. Thì như tay em đang cầm đây là khổ 50 này các bác này. Khổ 50 này thì làm đủ chuẩn cho các bác là 50m, còn khổ 100 ấy thì làm đủ cho các bác là 100m. Đấy, hai loại thì nó sẽ chia cọc khác nhau nhé. 50m này thì bên cơ sở nhà em là sẽ chia cho các bác là 3 cọc, còn 100m ấy thì sẽ chia cho các bác là 5 cọc. Đấy, thì anh em lưu ý mua về thì các bác chuẩn bị sao. Đối với dòng lưới này thì mắt lưới 12 phân và sợi cước 20 ý, thì các bác sẽ đánh được là con sâm cầm này, con te vàng này, đấy, và con cò trắng đi đêm. Đấy, cũng như là đặc biệt là con vạc ở trong cái thời điểm này anh em đang đặt lưới rất là nhiều. Đấy, còn lưới thì tất cả 10 mắt thì như cỡ 10, không bị chạy mặt này anh em này. Và nói chung là độ chắc mặt của nó rất là tốt ở trên cái dòng lưới này. Ở ngoài thị trường bây giờ ấy, thì người ta chỉ có cái lưới là cao là 60 mắt thôi. Đấy, còn nhà em là cái cao trung bình, gọi là trung bình nhất ấy, thì nó là 70 mắt và chiều cao mắt lưới khá loại cao nhất ấy, thì nó là 100 mắt thì làm cho các bác là 4 túi. Còn ví dụ như hàng 70 mắt này thì làm cho các bác là 3 túi này. Còn lưới thì anh em về kiểm tra cái thứ nhất là chất lượng. Đấy, các bác có thể là búng lưới trực tiếp ở như trên video tay em đang làm đây này. Đấy, các bác búng căng tầm, bởi vì con vạc ấy, nhược điểm của con vạc là khi vào lưới nó đã bị quấn rồi thì nó sẽ không ra được anh em. Đấy, kể cả nó vào thì trừ khi nó ít thịt quá thì nó bồng lên mà nó trèo thôi anh em. Đấy, ví dụ hai con dính một chỗ chẳng hạn ấy, thì đối với cái dòng lưới cao 60 mắt mà nhiều anh em thợ là cố kéo lên 3 túi đấy thì các bác đánh là nó sẽ hay bị xảy ra tình trạng là nó bồng lên. Đấy, nó bồng lên mà nó trèo ra. Còn đối với cái dòng lưới 70 mắt này làm 3 túi thì anh em yên tâm là về cái độ thịt của nó rất là cao. Còn ưu điểm khi các bác mua lưới bên cơ sở nhà em ấy, thì cái thứ nhất là nhôi cọc này, cái thứ hai nữa là khoang túi thì bên cơ sở làm hết rồi, hoàn thiện rồi. Đấy, các bác về là các bác chỉ việc căng lên là các bác đánh thôi. Còn lưới đánh vạc này thì nó áp dụng được nhiều mô hình. Đấy, mô hình anh em đánh trần xì lưới đấy, thả vào mồi bên dưới đấy, và cái mô hình thứ hai nữa là anh em đánh nhựa ấy, đánh mô keo ấy, thì anh em có thể là dựa vào những cái dạng cây hoặc là những cái chỗ vạc nó hay trao ấy đấy, và đánh dập cũng như vậy đấy. Thì anh em lưu ý là ví dụ cái khu vực của mình nó bãi cây cao thì các bác có thể là chơi cái lưới 100 mắt. Còn ví dụ mà cái lưới địa hình của các bác thấp thì các bác có thể là chơi cái loại 70 mắt. Đấy, còn trong cái thời điểm này thì bên cơ sở đang bán nhiều về cái dòng lưới đánh vạc đấy, cũng như là nhiều về lưới đánh trích, đánh gà lức Ấn Độ. Thì bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về lưới đánh thì có thể là tham khảo đặt hàng nhá. Em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ chào các bác nhá.